Tưởng tượng xem cái người trong mộng của em là người như thế nào. Dạ, cái gu của em là cái người mà có cái mặt á, hơi baby cute. Nói chung là con trai mà phải trắng chứ đừng có tập gym mà găng guốc thì em không thích. Rồi cái người đàn ông nó phải cao bao nhiêu? Cao hơn em là được. Tại vì em cũng cao, bao nhiêu? Em cao có 1m51. Rồi, bạn kia cao hơn chắc luôn. 1m55 là được rồi. Ngon, đây 56 luôn. Bạn gái chào anh. Dễ thương quá. Dạ, về tính cách thì em thích những người có tính giống em, khùng khùng giống em để vui vô nhà vô cửa. Khùng khùng hả? Dạ, khùng khùng giống bạn này cũng lầy đó, cái kiểu lầy á. Tức là thù dai em. Lầy lầy khùng khùng chút á. Em tưởng thù dai nữa thì thôi. Nhưng mà lầy thì nhây thì cũng phải biết điểm dừng á, chứ đừng nhây quá. Xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Hồng Vân. Chào em. Xin chào bạn nữ bên kia, tất cả các bạn trong trường quay. Em tên là Nguyễn Đăng Nam, năm nay em 25 tuổi. Hiện tại em đang làm việc và tại Đồng Nai. Em làm giáo viên tiểu học thì tiểu học là từ 1 lớp 5 đó hả? Dạ đúng rồi. Còn em? Dạ em tên là Huỳnh Ngọc Văn Tâm ạ. Năm nay em 23 tuổi ạ. Trước đây thì em đi sang Nhật 3 năm và sau khi về thì em làm bên ngành chứng khoán. Hiện tại thì em đang muốn chuyển hướng để mình bồi dưỡng thêm tiếng Nhật á, để mình làm một cái ngành gì đó thêm về tiếng Nhật. Tới dạ. Tới Nhật đi phiên dịch chẳng hạn, ví dạ, dụ đúng không? Dạ. Bây giờ em đang ở đâu? Dạ hiện tại thì em đang ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Ở quận mấy em? Dạ quận 12. Quê của em ở đâu Tâm? Dạ ở Đồng Tháp ạ. Em trai là em ở quận mấy? Dạ em làm Đồng Nai. Đồng Nai vâng. Là tại thành phố Biên Hòa luôn hả? Không, em huyện Nhân Trạch. Ôi, sắp tới là có cầu rồi, khỏe rồi. Em cho đàn gái biết một chút xíu về ưu điểm và khuyết điểm của mình đi. Em là người biết lắng nghe, khá là tâm lý. Ngoài ra em biết làm việc nhà, em cũng rất biết cách chăm sóc trẻ, vì đó đặc thù nghề nghiệp của em. Nhưng mà ngoài ra em cũng có một số khuyết điểm, như là em rất là thích ngủ. Em có thể ngủ cả ngày, ngủ từ ngày này ngủ qua ngày khác em đều có thể ngủ được. Cái thứ hai nữa, chẳng hạn như hôm nay em cảm giác người sạch sẽ một chút, ngày mai không có làm gì, có thể nhiều lúc em lười quá em mệt, em không có tắm luôn. Ngoài ra cũng nhiều lắm, em thấy khuyết điểm em cũng khá là nhiều, nhưng mà tạm thời em chưa nhớ ra. Mời đàn gái. Còn em. Dạ, thì ưu điểm của em là có lẽ là em dễ thích nghi với một môi trường sống mới ạ, cũng nhanh nhẹn, cũng hoạt bát. Dễ thích nghi giống như là ví dụ như bây giờ mình đang bình thường vậy nè, chiều mình trúng số thôi là mình thích nghi được hết. Thích nghi dạ, được liền. Dạ. Rồi nhược điểm của em là có lẽ là khó gần. Ai gặp em lần đầu tiên cũng nói em khó gần và cũng hơi lười, cũng giống như bạn trai vậy đó, là lâu lâu có lúc siêng có lúc lười. Rồi có thèm ngủ giống như bạn không? Khi mà em làm ở bên Nhật á, thời gian của em ngủ có thể là một ngày 16 tiếng, tại vì em làm đêm quá nhiều á, cho nên là em phải ngủ lại bù lại. Khuyết điểm của em chắc là thù dai, chắc là thù dai. Ai mà làm em ghét rồi là em ghim và em để đó và không quên được. Không dạ. Quên được. Dạ đúng rồi. Cái thù dai nó mệt lắm. Anh trai, đường tình duyên em thế nào? Thực chất thì em có hai mối tình, một mối tình thời sinh viên và một mối tình cách đây vài năm trước. Mối tình nó mấy năm? Dạ hơn một năm anh ạ. Hơn năm rồi, mối tình sau là mấy năm? Dạ mối tình sau thì em kéo dài hơn nửa năm thôi. Như vậy thì cũng chưa phải là sâu sắc lắm đúng không? Dạ. Đúng rồi. Còn em thì có mấy mối tình rồi? Dòng đời cũng đưa đẩy em ế tới giờ. Ế tới giờ là dạ, sao? Dạ tại vì em khó tính. Vậy là em gái chưa bao giờ trải qua mối tình nào? Dạ vâng. Bây giờ em tưởng tượng xem cái người trong mộng của em là người như thế nào? Dạ cái gu của em là cái người mà có cái mặt á, hơi baby cute. Nói chung là con trai mà phải trắng chứ đừng có tập gym mà găng guốc thì em không thích. Rồi cái người đàn ông nó phải cao bao nhiêu? Cao hơn em là được. Tại vì em cũng cao bao nhiêu? Em cao có 1m51. Rồi, bạn kia cao hơn chắc luôn. 1m55 là được rồi. Ngon, đây 56 luôn. Bạn gái chào trời, anh. Dễ thương quá. Dạ về tính cách thì em thích những người có tính giống em, khùng khùng giống em để vui vô nhà vô cửa. Khùng khùng hả? Dạ khùng khùng giống bạn này cũng lầy đó, cái kiểu lầy á. Tức là thù dai em. Lầy lầy khùng khùng chút á. Em tưởng thù dai nữa thì thôi. Nhưng mà lầy thì nhây thì cũng phải biết điểm dừng á, chứ đừng nhây quá. Rồi dạ. Vậy ha. Dạ. Cái điều gì em không thích ở bạn trai? Hút thuốc. Hút thuốc à? Bạn bên đó có hút thuốc không? Em hút thuốc là hồi cấp 3 em có hút thuốc, nhưng mà em bỏ mới được nửa năm thôi. Rồi bỏ rồi đúng không? Còn gì nữa không? Gia trưởng. Có gia trưởng không trai? Dạ có một chút thôi. Em thích cái dáng kiểu người mà như là văn minh lịch sự á. Ủa giờ đàn ông không có văn minh lịch sự hả? Ít lắm tại vì em ở dưới quê á, nên là cũng có một số người nó. Ủa em, giờ dưới quê người ta cũng lịch sự văn minh lắm. Ở quê là ở đâu? Dạ ở Đồng Tháp. Đồng Tháp ở chỗ huyện nào? Dạ Tam Nông. Trời, Tam Nông hả? Ngay Tràm Chim rồi đó hả? Dạ đúng rồi, đúng rồi. Rồi, yêu cầu đàn gái là vậy đó.
Giờ em muốn người yêu của em thế nào em thông báo cho chị Vân biết coi. Thực ra thì em không có một hình mẫu lý tưởng cố định nào hết. Cứ quan trọng em cảm xúc của em thôi. Nếu gặp em thích thì em sẽ thích. Vậy thì cũng được, có nghĩa là em không cần thiết phải cao bao nhiêu, mắt phải to, mũi phải cao hay này kia nọ đúng không? Nói chung là đẹp thì ai cũng thích thôi, đẹp thì tốt mà không có thì cũng không sao. Chính ra vậy thì khó đó, bởi vì những người ta ra điều kiện đôi khi nó dễ. Còn cái người mà thôi, miễn nhìn được là được, nhìn được là được mà biết chừng nào mới là được. Thôi bây giờ là cứ để cho các bạn gặp nhau xem cảm xúc tới đâu đúng không? Em đi với ai vậy em trai? Dạ ở đây thì em có đi với anh chị, với cả em và một số anh chị trong trường. Rồi xin mời đại diện đàn trai. Em xin được chào hai MC của chương trình, quý gia đình bên cô gái cùng toàn thể mọi người đang có mặt trong trường quay. Hiện tại em là giáo viên đồng nghiệp chung với em Nam ở trong trường. Lần đầu tiên Nam về trường thì qua nhận xét của em thì em thấy Nam là một người hiền lành, ít nói. Thì lần đầu tiên ấn tượng của em về cô gái là hiền lành, cũng có khiếu hài hước. Đây cũng thể là một người con gái biết quan tâm đến gia đình. Rồi, cảm ơn em. Anh gái đi với ai vậy? Em đi với ba mẹ và một người bạn thân ạ. Xin lời nói đầu tiên thì con xin được phép gửi lời chào đến MC Huyền Linh và MC Hồng Dân. Qua những lời nãy giờ của cháu bên đây trình bày, theo cái quan sát riêng thấy cháu thì cũng được, gương mặt thì cũng sáng sủa, thích cũng rất thích bên cái ngành giáo viên. Và cũng xin được nói thêm với bên em trai bên đây, nãy giờ cái tính cách của cháu thì cháu cũng đã trình bày, thì cái tính nó cũng hơi khó, hơi kỹ tính. Hai đứa mà có thí dụ sự hài hòa với nhau, gặp gỡ nhau trong buổi trường quay hôm nay, hãy cho nhau một cơ hội. Cảm ơn đàn trai. Bây giờ chúng tôi sẽ mở rào cho hai trẻ gặp mặt ha, rồi hai trẻ sẽ quyết định. Mở rào. Chào em. Thì tới đây anh có món quà thì tặng em. Dạ em cảm ơn ạ. Em cũng gửi lên món quà. Anh cảm ơn. Ngồi. Em mở quà đi. Dạ. Cái bình nước. Ở đây thì anh tặng cho em một cái bình nước. Bình nước này có màu xanh. Màu xanh cũng nghĩa hy vọng. Thì anh hy vọng này là bình nước này sẽ đồng quanh với em thật lâu. Cũng như mỗi lần em uống nước thì em sẽ đều nhớ đến anh. Rồi, chúng ta cảm nhận lần gặp mặt đầu tiên như thế nào? Thì cũng đúng gu em, cũng baby, cũng cute. Thực sự mà nói mà ai mà nói anh baby cute thì anh cũng không thích lắm. Vì nếu cách 5-7 năm thì được. Nhưng mà đối với cảm nhận của em là em thấy anh cute. Rồi, có anh nhiều lời khen, anh cảm ơn. Dạ, em cảm ơn. Thì anh nhìn thấy em cũng rất là dễ. Lúc này thì em có bảo là em không thích con trai hút thuốc. Yeah. Thì anh cũng nói thật luôn. Thì anh có hút thuốc là hồi cấp 3 anh cũng có đốt đỏ, anh có hút thuốc. Thì anh mới bỏ được hơn nửa năm gần đây thôi. Nhưng mà anh biết rằng nếu mà thực sự muốn bỏ thuốc thì ít nhất phải cai được hoàn toàn trong khoảng hơn 2 năm trở lên. Thế lỡ như sau này một ngày nào đó rồi anh có hút thuốc lại thì em sẽ như thế nào? Thì em sẽ tìm cách cho anh đừng hút thuốc lá nữa. Rồi, vậy sẽ cố gắng. Vì này anh em có thể giống như là mẫu hình tưởng lý tưởng của em không? Về em nói về ngoại hình trước nha. Thì ngoại hình thì em nói là giống như ru của em. Về tính cách thì hiện tại mình chưa nói chuyện nhiều á, cho nên em chưa hiểu rõ về anh. Dạ, anh cho em hỏi nha. Lúc nãy anh bảo là anh ở Đồng Nai á, nhưng sao em nghe giọng anh giống giọng người miền Bắc á? Thực ra anh là quê gốc của anh Hà Tĩnh, nhưng mà từ nhỏ giờ anh sống ở Đắk Lắk. Dạ, thì không biết cảm xúc của anh lần đầu tiên gặp em như thế nào? Thì trước khi gặp em á, thì khi em lên đây thì anh cũng rất là hồi hộp rồi. Mà gặp em đúng là nó còn hồi hộp hơn. Hiện tại là anh đang cố giữ bình tĩnh á. Quan niệm của anh về hai từ yêu xa nó như thế nào? Yêu xa hả? Thực ra anh cũng rất là yêu xa. Nhưng mà quan niệm của yêu xa đối với anh là biết tin tưởng nhau. Cái đó cả kiên quyết. Cái thứ hai là biết chia sẻ. Và đối với anh trong tình yêu sự chủ động á, là đa phần phải đến từ người con trai trước. Cho nên là chuyện yêu xa thì anh sẽ cố gắng khắc phục triệt để. Nếu như xảy ra một cuộc tranh luận gây gắt luôn thì hai bạn ai sẽ là người xuống nước trước? Nếu thực sự mà anh với em có một cuộc cãi vã gây gắt thì đối với con trai giống như nhà anh cũng vậy thôi. Bố anh cái gì cũng nhường cho mẹ anh hết á. Thì anh cũng giống như bố anh, thì anh sẽ cố gắng hết sức để nhường nhìn em.
Thì tại vì tính em cũng cái kiểu hơi khó, cho nên là thường nếu em sai thì em sẽ nhận sai. Còn nếu mà em đã cảm thấy mình đúng rồi thì em sẽ cãi cho tới cùng. Thế anh hỏi này, chẳng hạn như bây giờ nhá, ví dụ anh với em cãi nhau, rồi em trong lúc cãi em chợt nhận ra, ồ mình sai mất rồi, thế lúc đó em có cãi nữa hay không? Không, tới lúc đó khi em đã nói rồi, khi em nhận ra em sai thì em không cãi nữa và em chấp nhận. Rồi. Em thì đang sinh sống và làm việc ở Hồ Chí Minh, còn anh thì ở dưới Đồng Nai. Thì ví dụ như mà mình tiến tới với nhau thì cái cách mà mình hẹn hò thì nó sẽ như thế nào? Hàng tuần á, thì công việc của anh á là từ thứ hai đến sáu, thứ bảy có thỉnh thoảng nữa thì anh có làm trên trường. Thì nếu anh sắp xếp được như chẳng hạn như buổi tối hay là thứ bảy cuối tuần, nếu em rảnh thì anh sẽ lên chỗ em chơi. Thôi cặp này trẻ trung quá, giao lưu bằng văn nghệ đi, văn hóa văn nghệ đi. Người 25, người 23 đi. Em có biết hát tiếng Nhật không? Dạ biết. Biết thì đâu đâu em hát, em biểu diễn cho mọi người nghe bài cho bạn này hết hồn đi. Em làm thì mọi người làm theo em nha, tại vì cái bài đó cũng dễ thương á. Thì đó, bây giờ có đối tượng kế bên kìa, làm theo đi. Hai người cả trường quay làm thì nó sẽ vui hơn. Đó, cả trường quay làm với em đi. Mọi người hỗ trợ em nhé. Chị ngồi đây chị làm luôn nè. Siowase narate o tatako. Siowase narate o tatako. Siwa se nara taido de shimeso yo hora minna de te o tatako. Siwa se nara ashi naraso. Siwa se nara ashi naraso. Siwa se nara taido de shimeso yo hora minna de ashi naraso. Dạ rồi em xin hết ạ. Nội dung nó là gì vậy? Cái chữ siwa se có nghĩa là hạnh phúc. Hạnh phúc thì tai cũng hạnh phúc, chân cũng hạnh phúc. Nói chung là cái bài này nó còn rất là nhiều bộ phận trên cơ thể nữa. Nói như nếu người ta hạnh phúc thì tất cả mọi dạ, đúng cơ quan cơ thể dạ. Ta đều hạnh phúc cả dạ. Rồi hết thời gian. Đã đến lúc mình đưa ra quyết định từ trái tim của mình. 3 2 1 hết thời gian. Như vậy là cô gái không bấm. Dạ. Em thấy chàng trai còn thiếu cái điều gì? Về bên bạn trai thì em nghĩ là gọi là hoàn toàn phù hợp với những cái tiêu chí mà em đưa ra. Nhưng mà tại vấn đề là ở em là em chưa chuẩn bị đúng tâm lý để mà em yêu xa. Dạ, không sao. À, cho dù các bạn không bấm nút ngày hôm nay nhưng các bạn vẫn nhận được một phần quà của nhãn hàng Amity. Đó là một bộ sản phẩm tròn gói, nước lau sàn, nước giặt xả, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Mỗi bạn nhận được một voucher giảm giá 50% khi mua sản phẩm tại tất cả các hệ thống Yakio trên toàn quốc. Yakio là thương hiệu điện gia dụng cho mọi nhà. Các sản phẩm nổi bật bao gồm máy lọc nước Hàn Quốc, máy làm mát, nồi chiên không dầu, máy lọc không khí và các sản phẩm gia dụng khác. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Rồi, chúc các bạn cũng là bạn đời, tìm hiểu nhau ha.